Tâm điểm chiến sự Nga Ukraine sáng ngày 16 tháng 11. Ba Lan triển khai báo đen K2 gần biên giới với Nga. Đánh lớn ở Kursk, Triều Tiên đưa vũ khí lập kỷ lục tới Nga, ba nước chuẩn bị ra đòn đáp trả. Ukraine sẵn sàng trận đánh lớn với Nga ở khu vực Zaporizhia. Quân đội Ukraine bao vây và tiêu diệt một trong các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn 810 tinh nhuệ của Nga ở Kursk. Không quân Ukraine trút bom Mỹ tấn công điểm tập kết lính nghĩa vụ Nga ở khu vực sát biên giới. Nga đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế lớn. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Ba Lan triển khai báo đen K2 gần biên giới với Nga. Kính thưa quý vị, truyền thông Ba Lan đưa tin xe tăng K2 Black Panther do Hàn Quốc sản xuất đã đi vào biên chế lữ đoàn thiết giáp Reynegro số 9 của Ba Lan, cách tỉnh Kaliningrad của Nga chỉ vài km. Hãng thông tấn Ba Lan PAP đưa tin, ngày 14 tháng 11, đại diện quân đội Ba Lan và Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếp nhận xe tăng K2 Black Panther. Xe tăng được chuyển đến đơn vị quân đội ở thành phố Braniewo bằng phương tiện chuyên chở. Thiếu tá Madalena Koskinska, người phát ngôn sư đoàn cơ giới Pomerian số 16 của Ba Lan cho biết, những xe tăng đầu tiên do công ty Hyundai Rotem của Hàn Quốc sản xuất đã được chuyển giao cho lữ đoàn thiết giáp Braniewo số 9. Người phát ngôn cho biết, những chiếc xe tăng này sau đó sẽ được trang bị các linh kiện điện tử được sử dụng trong quân đội Ba Lan, bao gồm các thiết bị liên lạc. Thiếu tá Madalena Kosinka nói thêm rằng, lữ đoàn số 9 đã nhận được 7 xe tăng trong đợt đầu tiên, đợt tiếp theo dự kiến sẽ đến vào cuối năm nay. Hiện tại, đơn vị có 8 kiếp chiến đấu đã được đào tạo cơ bản. Đơn vị quân đội tiếp nhận những chiếc xe tăng K2 này đóng tại Braniewo, chỉ cách tỉnh Kaliningrad của Nga vài km. Được biết, vào tháng 7 năm 2022, Ba Lan đã công bố thỏa thuận với Hàn Quốc, cho biết Warsaw sẽ mua xe tăng K2, pháo tự hành K9 và chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc. Tháng 8 năm 2022, hai bên ký hợp đồng trị giá 3,4 tỷ đô la để mua 180 xe tăng đầu tiên. Xe tăng K2 Black Panther hay còn gọi là báo đen K2 là một trong những xe tăng tiên tiến nhất trên thế giới. Chúng có tính cơ động cao và có thể di chuyển nhanh chóng trên địa hình khó khăn như đầm lầy hoặc đất cát. Xe tăng được trang bị động cơ diesel 1.500 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 450 km. K2 trang bị pháo nòng trơn 120 ly, L-55, hệ thống nạp đạn tự động, một súng máy động trục 7,62 ly, 12.000 viên đạn, một đại liên phòng không 12,7 ly K6, 3.200 viên đạn. Xe có trọng lượng 55 tấn, được lắp lớp giáp đặc biệt, có khả năng chống chịu các loại vũ khí chống tăng, hệ thống phòng thủ linh hoạt chống tên lửa và máy bay. Đánh lớn ở Kursk, Triều Tiên đưa vũ khí lập kỷ lục tới Nga, ba nước chuẩn bị ra đòn đáp trả. Tạp chí Fox của Mỹ và hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 14 tháng 11 đưa tin, các nhóm quân Nga và Triều Tiên đang tham gia tích cực vào các đợt giao tranh ở tỉnh Kursk, Nga. Trước đó một ngày, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết, quá trình triển khai lực lượng Triều Tiên tới Kursk đã hoàn tất và các nhóm quân Triều Tiên đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu tích cực chống lại quân đội Ukraine. Thông báo của NIS nêu rõ, cơ quan tình báo Hàn Quốc trong ngày 13 tháng 11 ghi nhận rằng quân đội Triều Tiên tại Nga đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine. Vedran Patel hôm 12 tháng 11 cũng xác nhận quân Triều Tiên tại Kursk đã bắt đầu giao chiến chống lại lực lượng Ukraine. Theo thông tin mà tạp chí Mỹ ghi nhận được, ít nhất hai khẩu pháo tự hành M1989 Koksen 170 ly thuộc hàng lớn nhất của Triều Tiên đã được vận chuyển trên một toa tàu chạy qua thành phố Krasnoyarsk, Siberia, một chủ thể của Liên bang Nga. Thông tin tương tự cũng được tờ Lenta của Nga đăng tải, đồng thời cho biết M1989 còn được ví như pháo sa hoàng. Tờ Lenta cho hay, Triều Tiên có thể đã chuyển các hệ thống pháo tầm xa mạnh nhất M1989 cho Nga. Fox dự đoán có hai khả năng có thể xảy ra. Một là đơn vị pháo binh Triều Tiên đã được triển khai tới tiền tuyến ở phía tây Nga, tỉnh Kursk hoặc trên lãnh thổ Ukraine và họ sẽ trực tiếp vận hành các khẩu pháo này. Hai là quân đội Nga sẽ sử dụng chúng dưới sự hỗ trợ của lực lượng Triều Tiên. Đây là loại pháo cỡ nòng 177 ly nổi tiếng của Triều Tiên với khả năng bắn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ phía bắc khu phi quân sự.
M1989 được đánh giá có sức hủy diệt kinh hoàng và từng đạt kỷ lục về tầm bắn lên tới 60 km. Lãnh đạo ba nước chuẩn bị đáp trả việc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Liên quan tới việc Triều Tiên đưa quân tới Nga và tham chiến ở Kursk, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 14 tháng 11 cho biết, lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sắp thảo luận về phương thức đáp trả động thái của Moscow và Bình Nhưỡng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Peru diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11. Theo ông Sullivan, một cuộc họp ba bên gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh này. Ông Sullivan lưu ý cuộc họp sẽ cho phép thiết lập một phản ứng phối hợp đối với việc Triều Tiên điều động quân tới Nga cũng như thảo luận về sự phối hợp cần thiết giữa các bên và các biện pháp chính trị. Ông Sullivan cho hay Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tham vấn về vấn đề này ở nhiều cấp độ. Ukraine sẵn sàng trận đánh lớn với Nga ở khu vực Zaporizhia. Tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn 31 Roman đang cùng binh lính của mình đến Orekhovo ở Zaporizhia. Họ sẵn sàng cho quân đội của Nga một ngày nào đó sẽ phát động một cuộc tấn công mới. Putin nhận thức rõ rằng dưới thời Trump, cách tiếp cận chiến tranh của Mỹ có thể thay đổi. Vì vậy, ông ấy đang cố gắng chiếm càng nhiều đất Ukraine càng tốt, Roman nói trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post. Ông Roman đã ở khu vực mặt trận này được 3 tháng. Ông đã tìm hiểu cách Điện Kremlin thực hiện luân chuyển, thay thế lực lượng đổ bộ bằng các lữ đoàn cơ giới. Có thể Bộ Quốc phòng Nga đã rút lực lượng đổ bộ về hậu phương để họ nghỉ ngơi trước đợt tấn công mới vào khu vực này hoặc ở khu vực khác của mặt trận. Trong thời gian này, lực lượng Ukraine cũng không ngồi yên, Roman nói. Hiện đã có 2 tuyến phòng thủ trên phần này của mặt trận, đồng thời tuyến thứ 2 vẫn đang hoàn thiện và trải dài toàn bộ mặt tiền. Thiếu tá lữ đoàn 128 Yaroslav Galas cho biết, từ lâu Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhỏ trên khu vực này của mặt trận. Tuy nhiên, bây giờ có cảm giác như sẽ có điều gì đó nghiêm trọng hơn từ phía kẻ thù. Nga đang tập hợp lực lượng trên khu vực này của mặt trận, đồng thời triển khai thêm các đơn vị. Những người phòng thủ Ukraine hiểu rằng quân xâm lược đang chuẩn bị cho một điều gì đó quan trọng. Theo tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn 31, ngày nay có vẻ như lực lượng Nga mới ở khu vực mặt trận này còn non kinh nghiệm. Họ lái xe vào ban ngày và trở thành con mồi dễ dàng cho máy bay không người lái của Ukraine. Lực lượng Ukraine không lãng phí thời gian mà đang đặt mìn mới và tiếp tục xây dựng công sự. Quân đội Ukraine bao vây và tiêu diệt một trong các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn 810 tinh nhuệ của Nga ở Kursk. Đoàn phim định vị địa lý từ ngày 13 tháng 11 cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô trung đội khác của lực lượng vũ trang Nga ở phía nam Seleni Sliad. Đoàn phim ngày 14 tháng 11 cho thấy các đơn vị thuộc lữ đoàn 810 của lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công cơ giới hóa ở khu vực Mariupka, Oklevka và Novaya Sorochina. Đồng thời, các blogger quân sự Nga xác nhận tốc độ tấn công của lực lượng vũ trang Nga đã chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, Nga đã chiếm được một số vị trí của Ukraine giữa Boresky và Kremiani. Trên lãnh thổ vùng Kursk, lực lượng Ukraine đang đối đầu với quân Nga từ các lữ đoàn 155, 810 của Liên bang Nga, Trung đoàn Dù 56, Sư đoàn Dù 106 và Tiểu đoàn Lực lượng Đặc biệt APRAT. Các phóng viên quân sự Nga cho rằng, chỉ huy địa phương đang cố tình đưa ra những báo cáo sai sự thật nhằm phóng đại những thành công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kursk. Bộ chỉ huy hàng ngày cử lữ đoàn 810 vốn được chuẩn bị kém cho trận chiến, đi tàn sát. Những người chiếm đóng từ lữ đoàn này vẫn đang chiến đấu vì Boresky, Olovka, Novaya và Staraya Sorochini. Hôm trước, lực lượng Ukraine đã bao vây và tiêu diệt hoàn toàn một trong các nhóm xung kích của lữ đoàn. Điện Kremlin bắt đầu vấp phải làn sóng phản đối của cư dân vùng Kursk. Đồng thời, các chỉ huy chiến trường báo cáo sai quy mô cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kursk. Đoàn phim định vị địa lý từ ngày 14 tháng 11 cho thấy bước tiến của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Kleskovsky ở phía đông con đường mới. Không quân Ukraine trút bom Mỹ tấn công điểm tập kết lính nghĩa vụ Nga ở khu vực sát biên giới. Lực lượng không quân Ukraine lại ghé thăm vùng Belgorod. Quân đội của Putin không thể bị quân sự và binh lính một cuộc tấn công chính xác. Ngày 14 tháng 11, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vào tỉnh Belgorod. Mục tiêu là địa điểm có thiết bị quân sự trên phố Sadovaya.
một số lính nghĩa vụ quân đội Nga đã thiệt mạng và bị thương cùng một lúc. Điều này đã được báo cáo trên kênh Telegram Ukraine 365. Trong bức cảnh xuất hiện trên Internet, chúng ta có thể thấy thiết bị vận tải và chở hàng, hai chiếc Ukraine và hai chiếc Sub. Đáng chú ý là một số kênh truyền thông địa phương đã công bố những bức cảnh về thiết bị quân sự bị quân đội Ukraine tấn công, nhưng ngay sau đó đã bắt đầu xóa chúng. Trang web cũng có thể được nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh. Cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã được nhắm mục tiêu quan trọng. Các cuộc tấn công chỉ diễn ra tại một cơ sở quân sự và gần đó tại giao lộ của đường Sadovaya và Chernihiv. Nga đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế lớn. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã chỉ ra rằng nền kinh tế Nga có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể do cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các chính sách kinh tế của Điện Kremlin cho thấy Nga có thể gặp khó khăn kinh tế đáng kể vào năm 2025 và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin ngày càng lo ngại về sự ổn định kinh tế lâu dài của quốc gia. Điện Kremlin gần đây đã thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu của chính phủ cho việc điều trị y tế cho những người lính Nga bị thương, kiềm chế lạm phát và giải quyết các vấn đề nhân khẩu học dai dẳng như tỷ lệ sinh thấp và tình trạng thiếu lao động. Những chính sách này cho thấy nền kinh tế Nga kém phục hồi trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, các hạn chế về tiền tệ và gánh nặng tài chính của chiến tranh hơn những gì chính quyền Nga tuyên bố. Viện ISW báo cáo rằng những chính sách này cũng chứng minh rằng Điện Kremlin sẽ không thể duy trì nỗ lực chiến tranh kéo dài trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới trong khi vẫn bảo vệ xã hội Nga khỏi những thách thức kinh tế. Sự ủng hộ nhất quán của phương Tây và quốc tế đối với cuộc chiến của Ukraine trên chiến trường sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế của Nga. Báo cáo cho hay Putin đã cắt khoản bồi thường hứa hẹn cho những người lính Nga bị thương trong chiến đấu ở Ukraine, báo hiệu nỗ lực của Điện Kremlin nhằm kiềm chế chi phí leo thang trong ngắn hạn và dài hạn của cuộc chiến và ổn định nền kinh tế Nga. Vào ngày 13 tháng 11, ông Putin đã ký một sắc lệnh hạn chế khoản thanh toán một lần 3 triệu rúp, khoảng 30.148 đô la Mỹ, chỉ dành cho những quân nhân bị thương nặng trong chiến đấu. Sắc lệnh được đề xuất khoản thanh toán giảm xuống còn 1 triệu rúp, khoảng 10.000 đô la Mỹ, cho những quân nhân bị thương vừa và 100.000 rúp, khoảng 1.000 đô la cho những người bị thương nhẹ trên chiến trường. Sắc lệnh này đã gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng lót quân sự cực đoan của Nga. Để đáp lại, vào ngày 14 tháng 11, Putin đã cố gắng xoa dịu cộng đồng này bằng cách tăng khoản thanh toán một lần lên 4 triệu rúp, khoảng 40.200 đô la Mỹ. Mặc dù mức tăng này vẫn chỉ áp dụng cho những quân nhân Nga bị thương nặng trên chiến trường, dẫn đến tàn tật. Viện ISW cho biết, các ưu đãi tài chính đã trở thành trụ cột chính trong chiến dịch tuyển dụng và nỗ lực giữ chân nhân sự của quân đội Nga trong gần 3 năm qua. Và việc đảo ngược các ưu đãi như vậy cho thấy hệ thống này đang trở nên không bền vững về mặt kinh tế đối với Điện Kremlin. Những nỗ lực kiểm soát lạm phát và lãi suất cao của Điện Kremlin được cho là đang ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga và cản trở triển vọng huy động kinh tế. Với chính sách tiền tệ này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga khó có thể đạt được mức sản xuất cần thiết để thay thế số vũ khí bị mất trong chiến tranh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.